Phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Ngày hôm nay thì mấy chị em tụi con và các cô rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi mà được sự hỗ trợ đến từ mạnh thường quân, đó là anh Len Gogi. Thì anh muốn gửi một lời buổi tiệc đến cho đại gia đình phụ nữ miền Tây với một cái món ăn cũng rất là ngon và thân thuộc với lại nhóm luôn. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ làm một cái nồi khổng lồ luôn nha cô chú, đó là cái món lẩu cua đồng hải sản. Wow. Tại vì nhân lúc là trời đang mưa bão như nè cô chú ơi, cho nên nó là không có cái món nào mà hợp lý bằng cái món lẩu hết. Nhưng mà gia đình thì rất là thích ăn cua đồng, cũng như là hôm nay thì có đi mua những cái con mực nang rất là bự luôn, rồi có thêm tôm nữa. Ngoài ra thì sẽ có cá chả nè, cua đồng nè. Nãy giờ thì mấy cô đã đâm được một nồi bự rồi, mình còn lại ở đây nè cô chú, chút xíu sẽ đâm thêm nha. Ăn kèm thì có mì, bún, có thêm hột vịt lộn, tàu hủ, nấm nè, các loại rau giống như là mướp, xà lách son, rồi bông bí, mồng tơi, bùa hóc, rồi rau dền nữa, rồi mua rất là nhiều gia vị luôn. Ở đây thì chân thành cảm ơn tấm lòng đến từ anh Len Gogi nha. Mấy chị em thì đã mua rất là nhiều nguyên liệu để mà nấu cái món lẩu cua đồng này. Cũng mời anh cũng như là cô chú anh chị và các bạn sẽ cùng nấu với lại cả gia đình của thôn nữ miền Tây nha. Dạ, bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu thôi. Bây giờ mình làm gì đây? Dao cua đây đâm tiếp tục. Và sẽ đâm tiếp tục cua. Bưng này vô đi mấy bà. Này đó, mọi người một đây công việc nha cô chú, thì hôm nay là có rất là nhiều đồ luôn. Xay nó không ngon mà mình đâm đó qua. Đâm nó dai ngon hơn. Đâm nó dai nó ngon hơn cô chú. Càng nó là phía trong là thịt không mập. Mà lẩu cua đồng á là dễ ăn lắm, người lớn cũng thích mà trẻ nhỏ cũng thích nữa. Rất là dễ luôn. Cô ba này tôi là cô ba Trâm, không biết cô chú có nhớ không. Là chị của anh Nhật, em của anh Hai Tâm. Nhà của bác Hai là có ba người con cô chú. Này không có đi nghe lúa cô ba không? Hết mua lúa hay là do bão? Bão dưới bữa nay có mấy chục công để cho ghe kia nhỏ ta đi, mình bự quá mình không có lúa đủ. Nên là sẵn dịp bà ăn tiệc rồi mời cô ba ra ăn chung với lại mấy chị em con luôn. Còn mấy chú thì đang đi đốn tre ở giúp chồng chính lặng làm cái vớn của cô chú. Chút xíu rồi mấy chú về cũng sẽ ra để mà ăn tiệc luôn. Có sạch rồi mình để khô rồi nè. Sao mà không nó văng không? Cái gạch này nè, còn cái gạch này để gì nó văng quá nè. Này ăn lẩu cua của cô chú thì nó rất là nhiều loại rau đa dạng đó để mà mình ăn kèm luôn. Có bông bí nè, rồi đây bồ ngót. Bồ ngót này là mua ngoài chợ mớ, nhà mình cũng có mớ nữa. Đặc biệt là có gỗ rau dền rồi cô chú thấy à. Rất là tươi ngon luôn, rau nhà luôn á. Rau dền thì ngoài chợ ta hiếm ít ai bán lắm. Thường là chỉ có mọc dại thôi rồi mình hái vô mình ăn thôi. Mà rau dền thì rất là hợp để mà ăn với lại lẩu cua. Thêm nữa là cái mồng tơi nè. Nay bé Nhi thì không có đi học cho nên là cũng qua chơi với lại mấy chị em luôn. Bé Nhi chào cô chú đi. Mắc cỡ hả? Bỏ vô đây cầm. Ăn rau, ăn lẩu cua là phải có mướp nữa. Đúng rồi, thường sẽ có mướp chứ biết gì nó không, nấm rơm. Thao nấm rơm luôn. Để vài tầng nữa làm vàng mướp của mình ăn có thoải mái, có trái rồi. Bữa nay là ở quê con là nghe nói là vô bão lớn lắm. Mà như ở An Giang thì chỉ chịu ảnh hưởng thôi, không có đến nỗi nào á cô chú. Lúc mưa lúc nắng thôi. Còn ở miền ngoài là người ta bị nhiều lắm. Miền Bắc với miền Trung mưa bão lớn lắm. Nên nó bão cái này lớn. Người ta kêu mình đừng có ra đường, đó. Với mấy trường học nó nghỉ luôn á chị. Để thôi là nguy hiểm á, giông gió rồi sập này ngã lên mình. Như vô là vô hôm qua đó. Là tối anh Nhật đã thức 10 giờ đi mua ba con mực nang với lại tôm. Mực này là ba con như thế này thôi mà là 5 kg á bác hai. Rất là nặng luôn á. Nè, nó dày nè. Rất là dày luôn á. Nên là bổ với bác hai sắt gà này, có bác ba hủ cũng không có may gói nên mấy chị em cũng rủ ra chơi luôn. Mỏng mỏng nè chị đó. Ừ.
nó dày kìa. Cái này á mà làm cái món xào này cái dai quá, cắt không nổi luôn. Không sạch bông cũng không đặng. Mình cắt miếng mỏng ha bộ. Ừ, cắt nhỏ lại chứ dày là ăn ăn không nổi. Này sắc bông này nữa, cái để vô cái nó cuốn lại nó ra cái bông. Người bự kêu giờ nhỏ quá rồi chị hai. Nhỏ là bự lắm. Dài dữ, cá đó đi dài dữ nha. Cá thắt lát mà chị đó. Sao gọi là thắt còn lát. Cá đâu có bị lát không? Em cũng không biết nữa, nghe kêu cá thắt lát mà em cũng không biết nữa. Cá công nhận xương thiệt mà nó mới dai ha. Ở hình cá đó nó tội quá ha. Khác. Bà nắm nhiều nhiều á Út. Bà nặng trong khẩu tay á. Trời ơi, ta nặng khẩu tay lấy muỗng ta múc ngang cái lại cái viên nó tròn vo. Chị hai đánh cái gì, chị hai làm cái gì? Cái này là gạch cua. Để mình thử nấu. Hai mày bắt kêu mày sao? Là chị hai làm nó không béo cơm chị hai ơi. Ồ, ăn gì được chị ơi. Thử gạch cua thôi. Bởi cua nhiều lắm mới được nhiều gạch nè. Thí đại. Nữa là nhờ cái béo béo cái đó đó chị. Ờ. Cua là nhờ cái gạch nó béo đó. Dạ chưa. Rồi kêu cô ba nấu sao này cho gạch cua nè. Còn cái nồi sau lưng nữa. Trời ơi cái này rớt ra biết nhiều mà cô mà nói cua đặc sản không ha. Rồi vô đi. Dứng. Thấy cái gì vậy? Nãy nó cần cái gì? Trong cái lẩu mấy cô giờ viên tròn 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 cô kêu là cho nấm vô trong là cua luôn cho nó chín. Một kilo để vô luôn nó tắm nó ngon hơn. Trời ơi cô ba có đổ đâu lấy đường quá nhìn đậu hũ. Chánh chánh nữa không dạ người ta làm
Ôi này nhiều quá. Sắp cái cài đó. Cà gió cho chị. Ờ cà gió vô. Đứng lên. Em tính để cà gió thôi. Mẹ con cho cái hồi luôn á. Để quá mềm. Mềm không? Để đi đi rồi thả thả vô. Bông hết rồi. Rau hết thêm. Chia chia ra đi. Chia ra cho nó đủ đi. Đây chị để sợ chị sợ em sợ để bên nhiều bên đất á. Ôi rau dền nhà chồng quá trời ngon luôn rồi. Con dền mình còn mới được. Cái dền nhiều đi chị ơi. Có mà đâu có ăn rau dền nhiều ngon. Cái gì mình không thiếu chứ rau dền mình mà chạy ra chết rồi không còn nhảy. Gì thiếu chứ rau dền không thiếu con. Đúng rồi, nhà mình rau dền. Mày đếm cho đủ nghe, đếm cho đồng nghe. Bên dĩa dẹp gì đó không được đó. Còn cá chả này nè bác ha. Mà chị mẹ cho con cái dĩa chắc mì ăn Phật. Ba nó đẹp đẹp. Ba ơi. Dạ. Dạ cái này mình đếm không? Bạn đi ở bên. Ăn đồng chia đủ. Ăn đồng chia đủ. Phải đếm mới được. Phải đếm mới được. Là nhìn trong tâm ơi, để chứng giữa tâm ơi. Không để nhìn nhìn đi. Gió bão bay. Bão tới rồi. Dung dung đâu đi à, bỏ bay. Hả? Cái dĩa hải sản mình làm cho nó dung dung đi. Dạ. Dung dung đi. Bên đây chưa có cà gió. Rồi cho em bông bông bí đây này. Nhảy hoài. Giờ bé bé nó cũng ra. Thầy gọi phải không? Dạ. Vậy được chưa hả nữa? Gió. Dạ. Cho nó đẹp đẹp. Thêm cơm được không? Rồi chia thì ra. Ủa sao sao chỗ này nó hóc dữ hả? Hóc mình lấy dâu dền thôi. Dâu dền thì tại mình còn dâu dền. Bởi gì? Trời ơi, dâu dền dồi dào quá. Nhiều mình ăn lẩu cua này là nhờ rau thế không chạy chắc được rồi chưa được ha cái nào thiếu thì mình để cho thêm đẩy cái dĩa đó kìa mua chi được hả đẹp không cô ơi quá đẹp thôi mấy điểm bơi vậy không có nhanh à. Rồi chết chạy rồi thêm một cái dĩa vậy là anh hai gút cái dĩa gạo đây ra 2, 4, 6 đi bây giờ rồi bà hai đưa cái dĩa tôm ở đây tôi gấp cho tôi đốt bây giờ làm dĩa bội thu nha dĩa bội thu là dĩa sao này dĩa dung đó ha dĩa trung tâm đó không hai thứ thôi 50 chia sao cho đi em chia chắc hồi ăn em chia là dĩa chín chia tám đó tám chín được rồi ăn cho bớt hai trứng cho đều dĩa coi che hoài tôi lấy cái hạt dĩa che hoài bỏ cái làm ăn điện chắc rồi ơi trời mà chi chị ăn mua chi ơi làm ăn điều này đợi người ta hoài mình chờ hoài chín rồi. Ăn 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 chín rồi. Ă
mô phải không chế độ đó nói à. Ừ. Ừ. Trả giá ra đây coi ai giá trả là con là gì mất đi ai mày em con mày thả vô nhi ơi nhộn chưa hai chị ba bốn không chở đầu rồi cho chưa nhộn cái này lên cho thêm nước mì nữa đi cầu ngon dữ ngon dữ tinh cá còn cá còn ôi tao ăn đang kia kìa cái gì xúc tê vui ghê chưa trả trả chi bao là cho mượn nè rồi trả lại rồi dạ bà hai em muốn không à, để đi ta có bún nè con no rồi no rồi sau về chín ơi còn thiếu món hộp dịch nữa hộp dịch kia hai đứa chín câu đi Lỗ lỗ như cái chảo này nè, chảo thịt nè, có thịt không? Không. Nào. Dạ. 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 Yeah.
họ nó ăn không. Nãy giờ anh cộm lắc vẫn chưa lột. Rồi anh cần mà lắc vô ngoài mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.